Hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro đã triển khai chương trình quảng bá phân phối vải thiều Thanh Hà, Hải Dương. Đây là lần đầu tiên Hapro tham gia tiêu thụ vải thiều, một sản phẩm nông sản khó bảo quản. Tổng Công ty coi đây là bước đi ban đầu để xây dựng chiến lược có bài bản và có tính dài hạn trong việc tiêu thụ các loại nông sản Việt Nam sau này. Tham gia kinh doanh vải thiều, Hapro đã xây dựng các kế hoạch cụ thể từ khâu thu mua sản phẩm trực tiếp tại huyện Thanh Hà, in ấn bao bì, vận chuyển và phân phối nhằm mục tiêu tạo ra kênh tiêu thụ vải thiều đến tay người tiêu dùng với giá hợp lý nhưng lại tạo được sự khác biệt về chất lượng và thương hiệu. Đặc biệt, sản phẩm được dán tem xác thực điện tử V2 có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt các tiêu chuẩn về quy định và chất lượng sản phẩm. Vải thiều Thanh Hà sẽ được triển khai bán đồng loạt tại gần 100 điểm bán buôn và bán lẻ của hệ thống thương mại nội địa của Hapro. Ngoài ra, sản phẩm còn được phân phối qua các hình thức khác nhau như hệ thống đối ngoại của tổng công ty, bán trực tuyến các đại lý nhà hàng. Hy vọng với thế mạnh và kinh nghiệm, Hapro sẽ thành công trong việc tiêu thụ hàng nông sản tươi của Việt Nam.